Chiều ngày 1 tháng 6, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025. Theo đó, nội dung hợp tác gồm công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực tiễn sản xuất, hoạt động tư vấn và dịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển một số sản phẩm chủ lực của địa phương. Qua việc ký kết thỏa thuận sẽ phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của mỗi bên nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững, thúc đẩy các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.